không ơi, bắp quá trời ngon nè. Hey. Hôm nay là mấy anh em về nhà của nhạc sĩ Hoàng Vũ đám dỗ. Thấy bắp ngon quá ghé mua bắp ăn. Ok. Ha. Anh em mình mua vài chục đi. Vậy bắp bán sao chị? Ba trái thì 10.000. Ba trái 10.000 hả? Bắp. Đúng rồi. Tôi đang. Không thiệt. Đúng quá. Sao đi lắc bắp? Ba trái 10.000 hả? Ba trái 10.000 là mình mua. Ba trái 10.000 là mình mua 20 trái bắp không? Trái được không? 20 trái đi. 3 trái 10 ngàn. Ta chỉ lựa cho em 20 trái ha. Có cái lọt phải để gì? Không, cái nào bỏ được cái nào bỏ được. Cái này mềm ngon lắm nè. Em lựa. Không có, chị lột trước vài trái ăn đi, còn cái nào 15 trái thì chị đừng có lột. Chị bán 3 trái 10 ngàn hả? Giống thành phố quá vậy. Mua chục đi, chục bao nhiêu? Chị lột cho em 4 trái trước đi chị. Chục 10 trái. Chục 10 trái. Bắp chục 16 hả? Không, ở đây chục 10. Ủa? Chục 10 trái hả? Chục 10 trái. Hết cái xíu này ai cũng vậy. Tại vì nó đây cái vừa 100 trái. Chục 12, chục 16 là khác hả? 16 thì khác mà ở đây đâu có ai bán. Không, không quay được. 4 số 9. Lòng 4 trái. Nghe bắp lộn đi con. Mua 5 trái đi không ơi. Hả? Thôi lỡ rồi mua chục thôi. Mua 5 trái thôi. Chục chục đi em, chục đi. Có mà chỉ bán nãy 20 trái là chỉ bớt nhiêu? Thì bán 20 mà 60.000 đó. Thôi. Là nhiêu ta? Là 20 trái là một chai giảm nhầm trái 3.000 đó. Trái 3.000 mà chỉ có 18 trái thôi. Một chục trái 3.000 phải không? Trái 3.000 thì chục 30.000, 20 trái 60.000. Ừ, quản lý anh đâu rồi? Đó, thì còn bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Quản lý anh đâu rồi ta? Hả? Quản lý mình đâu rồi? Ăn thử ngon. Ăn đi, ăn đi. Anh mua chứ. Quê bán rẻ thôi. Chờ bán chợ đây không phải đợi mấy chú chặt hôm qua đây hỏi thử lên mình bán. Ờ, cái nào mua buồn nhiều thì nói chi. Như cái rồi cũng tắt đi nữa anh gửi qua. 4 6 8 9 10 11 12. Để gì gõ nước nè. Rồi. Gõ đi. Như rồi. 15 trái thôi. Không, trả cho tôi bán là giá bèo nhèo đó, không có mắc đâu. Ông nội ai cũng bán gì hết trơn. Nhiêu rồi, bao nhiêu rồi, bao nhiêu rồi. Thôi 15 trái thôi. 20 giờ đi chú, nếu có chú có 20 đây thì tặng cho 1 trái. Trời ơi, mấy ngàn ta. Không lời lớn. Không có mất rẻ gì hết, không có mất rẻ. Rồi ok, lấy 20 đi. Ừ, lấy 20 đi. Chị lựa trái ngon cho em đi. Lột cho em 4 trái đi. Rồi lần nè. Quản lý rồi quay cho đẹp đẹp quản lý. Quay để quay cho gần đẹp để mình bao nhiêu đưa lên cho bà con xem. Bao nhiêu rồi bà con? Bắp này nè. 12, 13, 14, 15, 16 trái. Trái hả? Quá trời luôn này nè. Thì là quay cho là đây đưa lên mạng là cho dân ở Sài Gòn mình là xem là thèm lắm á. Một anh đang bị sướng. Rồi cho thêm trái ha. À, nhân dịp về đây miền Tây cũng là Cà Mau, gần tới Vĩnh Thuận rồi. Là quê hương của nhạc sĩ trẻ Nhanh Cầm Hoàng Vũ. Tối nay là sẽ có một trận chiến đấu ca hát hoành tráng ở tại Vĩnh Thuận. Là mua bắp này về để cho bà con ăn. Bây giờ chúc quý vị xem clip này thật là vui. Và chúc quý vị năm mới tràn đầy hạnh phúc ha. Bye bye, tạm biệt ha. À, Thanh Phong đang ăn bánh gì vậy ta? Bánh gì anh Phong? Bánh lá dừa. Bánh lá dừa hả?
Quê hương ở đây đẹp quá, đồng ruộng mênh mông luôn, quá trời luôn rồi. Đây là nghệ sĩ trẻ Trung Nhân cũng đang trên đường về nhà của nhạc sĩ Hoàng Vũ, tài xế VIP Trung Thành. Xin chào cả nhà thân yêu. Giờ mình chuẩn bị trả tiền bắp xong là mình lên đường. Hà Thanh Phong đang đi cầu tre. Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh, khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Mẹ đi, mẹ không bẻ dưa hấu, con bẻ dưa hấu luôn. Ai bẻ rồi? Gì hả? Có từ từ nha. Đây là dưa hấu đó quý vị, chỉ còn một tháng nữa là dưa hấu này lớn á. Cẩn thận nghe. Ê, cái đó là còn ăn được không nghe? Cảnh này thôi. Như ý luôn.